Sức khỏe 60 giây. Kính chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vui họp máy cao cấp Dr. Hồ hàng chính hãng nha. Cái dòng này là dòng mắc tiền nhất của Dr. Hồ là 2,2 triệu. Nếu mà như mình mua hàng chính hãng á thì mình sẽ được bảo hành 1 năm và máy này nó cũng khá là bền, mình sẽ xài được nhiều năm cô chú anh chị ha. Nó giống như một cái điện thoại, khi mình cắm sạc xong, sạc đầy rồi mình rút dây điện ra mình sẽ xài, thì nó sẽ điều khiển được hai miếng dán hai bên, mình có thể tăng giảm riêng biệt. Còn cái dòng bình thường á, Hoàng Sơn có chia sẻ cô chú rồi, cái đó phù hợp cho ông bà lớn tuổi, nó có 1,8 triệu thôi. Rồi bên trong nếu mà hàng chính hãng mình sẽ được phiếu bảo hành chính hãng nè và hướng dẫn mình tiếng Việt nha. Đó cô chú anh chị thấy đơn giản ha, mình có thể cắm vào, mình sạc xong xài đầy rồi mình sẽ lấy ra sử dụng, cắm cái chui cắm vào cái máy và cắm vào miếng dán, rồi mình sẽ dán vào vai hoặc là những vị trí như tay chân, nơi nào mình cần massage, rồi mình sẽ chỉnh bên đây. Rồi đi theo máy mình sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Việt và có cả DVD để hướng dẫn qua hai video nè. Rồi mình sẽ có một cái máy như thế này nè, chú anh chị thấy rất là đẹp ha. Đó, hai cái chui cắm điện ở phía bên trên. Rồi cái bên phải là mình sẽ điều khiển cái hai miếng dán bên phải, bên trái cộng trừ để tăng giảm hai miếng dán bên trái. Rồi phụ kiện đi theo thì mình sẽ có một cái cục sạc nha, cục sạc chính hãng nè, chú anh chị thấy ha. Rồi mình sẽ có hai cái chui cắm và phụ kiện mình là có hai miếng dán lớn nè, 8 miếng dán nhỏ nha, và hai miếng massage bàn chân. Massage bàn chân nó có dây riêng nha, và một cái túi đựng, và một cái chai này là cái chai không. Rồi vậy cô chú hỏi là sao không có đựng cái gì trong đây, mình sẽ cho vào cái nước thường hoặc là cái nước lọc mình uống á. Nếu mà như cái miếng dán lâu ngày nó không dính hoặc là dính bụi, mình sẽ xịt vào đó và mình lấy cái tay mình quét ra, rồi tí xíu nó khô nước nó sẽ hít trở lại cô chú ha. Nếu mà như mình mua hàng chính hãng á thì những cái phụ kiện này nè, hàng chính hãng đi theo nó rất là bền, nó xài được lâu năm. Còn nếu mà mình mua hàng không rõ nguồn gốc á, những phụ kiện thay thế nó sẽ bị giảm cái giá tiền xuống cô chú ha. Đó, cô chú nên mua những cái nơi nào mà mình tin tưởng uy tín để mình được hàng chính hãng. Rồi 8 miếng dán nhỏ nè, 2 miếng dán lớn và 2 miếng lót chân. Rồi mình sẽ cắm cái chui cắm này vào, cô chú anh chị thấy nè. Ví dụ giống như mình cắm vào bên tay phải để điều khiển hai miếng bên phải, thì nó khác cái dòng xài bình thường. Tức là bình thường là mình tăng một cái là 4 miếng cùng tăng, giảm một cái 4 miếng còn giảm. Còn cái xài pin sạc này á là mình tăng giảm từng bên. Ví dụ mình muốn là hai miếng lớn nó mạnh, hai miếng nhỏ nó yếu, hoặc là mình điều khiển hai bên nó theo ý mình ha. Rồi mình cắm điện ở dưới đây để sạc và nút đèn sạc ha. Rồi và 6 nút được điện ở đây. Cái máy này thì phù hợp cho những bạn trẻ như văn phòng, nó rất là sành điệu, rất là đẹp. Và như cô chú mình Việt Kiều thì rất là thích, tại vì ở nước ngoài thích xài cái pin sạc để mình không phải bỏ cái pin gì môi trường ha. Rồi mình có thể thấy đây là máy cận cảnh nè, rất là đẹp. Mình sẽ gắn vào các miếng dán vào đây. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì cô chú mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để xem cách sử dụng của máy nha. Nút nguồn on off ở bên tay phải cô chú ha. Cô chú mình gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để biết thêm thông tin nha, và có thể xem những cái video hướng dẫn là tự sửa chữa và khắc phục lỗi tại nhà, cũng như cách lựa chọn các dòng máy y tế khác ha. Mình gạt xuống là mở máy nha. Đây cô chú anh chị thấy này, tăng nè, tăng ha, bên trái, giảm bên trái, tăng bên phải, giảm bên phải. Mode là chọn vị trí A, B, C, D, E, F. Thời gian là 30 phút, 40 phút, 20 phút, 30 phút ha. Rồi. Rồi mình sẽ tắt máy đây. Máy rất là đẹp, gọn nhẹ ha. Rồi chúc cô chú nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.